Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi video của Nắng Mai TV nhé. Hiện tại thì Khâm đang có mặt ở thôn Khai Hoang 1, phát những món quà là quần áo thiện nguyện mà các cô chú anh chị gửi lên từ chỗ kênh anh Hiếu. Thì hiện tại là cũng trưa rất là nắng rồi, anh em vẫn là cố gắng sẽ là trao quà cho bà con ở trên thôn này xong. Đấy. Hiện tại là mời các bác tiếp tục theo dõi video của Khâm. Đây sang đây. Sang chú kia nhiều kiểu bút đâu kìa. Các bạn hiện tại là Khâm lên chỗ anh Hiếu và bà con cũng đã có mặt ở đây đầy đủ. Hiện tại thì là bởi vì người lớn là thời điểm là các bác ấy đi làm nương đấy, cho nên là ở nhà thì có là các em bé và những chị em ở nhà trông các cháu ở đây. Thì bởi vì là mọi hôm khác lên các video rất là đông người, nhưng mà hôm nay lên thì thời điểm hiện tại là các bác đang đi nương đấy, cho nên là mình có bao nhiêu thì mình phát tới nhiều thôi. Có tất cả bao nhiêu bé đấy? Đông lắm mà. Con đồ lên đây đông một. Các bà là đi làm nương hết rồi. Áo vàng kia nè. Nhưng mà hôm nay là người lớn
lớn rồi. Ăn xong là toàn trẻ con thôi. Quá đẹp. Cái kia mua đi theo cái áo rồi. Ui trời ơi. Đấy, mặc chú mặc quần cho em bé này luôn này. Nhưng mà mặc vào xong là cởi ra à? Không chỉ đâu. Sẽ là nhấc chân. Nhưng mà ôi, cái này chắc không vừa đâu chứ. Không phải không vừa mà là bây giờ sò phát là coi như là phải đi giặt luôn rồi. Mặc áo thôi. Quần sao rồi? Kia kia kia. Cắt tóc cho đấy. Nè, cái đấy. Cởi áo ra cho nào. Biết cởi không? Lấy không? Đây. Đang lấy được cái nào lấy đi. Đây đây, vào chọn đi. Đây quần áo này. Tóc dài quá nhỉ. Lấy cái này là đấy. Cái này mang quần áo hợp chú ạ. Có con chết không? Có khi là thay mặt luôn. Xuống được. Quá đẹp. Dùng dùng ơ.
lấy đi. Nào vào đi, vào đi. Các cô vào lấy cái gì đấy. Các cô, các ba, các bé vào đi. Không có tranh nhau nha. Kìa, nhóm hết kìa. Xem là cái nào vừa mình lấy nhá. Tắt rồi. Một cái áo hồng kia mặc màu đông đẹp đấy các cô ơi. Không được tranh nhau nhá. Nhiều lắm cái này. Rồi, lấy đi sau lại còn tiếp nhá. Về nhớ mặc nhá. Không lấy về để không nhá. Nhé. Nhé. Nó không tiếp nhá. Thế sau chủ yếu lên lại có nhiều nữa. Thế sau lại có nhiều nữa. Đấy, áo khoác đấy, để mùa đông mặc. Đấy nhá, về mà cái nào mà không vừa bác hàng xóm là ai vừa đi thì các bạn đưa cho nhá. Nhớ chưa, tính nhớ chưa. Các bạn đi ra đi lấy cỏ mà không có ở đây. Về mà cái nào em không vừa mà các bạn không vừa là em phải chia cho đấy. Đúng là thầy xuân đấy, xe hỏi đấy nhá. Rồi cho vào bao tải này, bé. Đấy. Cho vào. Bạn thấy là người dân đây rất là vui đấy. Ngày hôm nay bởi vì anh em phát vào thời điểm buổi trưa ấy thì các bạn là các bác đi làm được hết, cho nên là cũng chỉ có tầm này thôi. Bởi vì không cũng lên đây quay quá nhiều là có những cái video trước thì nó đông hơn như thế này, nhưng mà cũng phải vào thời điểm mà bà con trống mùa. Hiện tại là bà con đang thu nốt ngô và đi trồng đậu tương đấy. Cho anh có mang lên khá nhiều quần áo. Mình mà phát thì rất là lâu, không biết là bộ nào vừa các bạn nào mà là thích cái nào thì không biết. Nên là thôi là các anh cũng bảo là thôi cho bà con là tự lấy. Chồng mình không vừa thì mang về cho con mặc, con không vừa thì mang về cho bố mặc, nhớ chưa? Không được bỏ không nhá. Nếu mà cả nhà mình không ai vừa thì cho hàng xóm mặc nhá. Đấy. Hôm nay thì không đông mấy, không lên đông hơn. Đấy, không được dẫm, không được dẫm lên. Nào, 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 này. Sao lại dẫm lên quần áo này? Lấy cái nào thì lấy cái đấy. Trong nhiều quần áo đẹp mà. Nhấm rồi, nhấm lên nhá. Đây, cho vào túi này. Ôi. Đây, 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 đây. Mang cho anh em nó ra nhà luôn. Nhà có những người. Sáu người á? Sáu anh em á? Sáu anh em cộng với bốn là tám à? Bố mẹ là tám à? Ông bà nữa là mười. Thế là bố mẹ là sáu. Bắt con ta đi nào. 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 Bắt con ta
tuyệt vời, áo da. Hết chưa? Đây, đây, lấy cho túi này. Lấy cho này. Có Luna chưa? Đồ đây. Không, không vừa thì chia nhá. Chia cho mọi người ấy. Hôm nay là ở đây đi làm hết rồi đúng không? Đi thu mua hết rồi đúng không? À là chị Pau rồi. Giờ mới là chị Pau rồi. Đoạn nào khó quá. Miễn nghe. Đoạn đấy là khó, không nói được là chị Pau rồi. Thôi, cứ bù chay đi. Cái trắng trắng đi mà một khẩu tơ thôi. Chị Pau là về nhà, chị Pau là sau là chú cũng mang quần áo mới lên cho nó nhá. Đây, chú quay rửa mặt sạch sạch nữa là đây này, nhìn vào đây này, các bé này, các bé ăn mặc sạch sẽ vào là rất là xinh gái luôn các ơi, hoa đẹp à. Áo này đi máy bay về đấy, không phải đi xe ô tô đâu. Nành cầu chi? Chưa chỉ chưa? Đây, nhà có mấy đứa? Nhà có mấy đứa con? À, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi hai tuổi, ba đứa con rồi à? Đây, cháu rồi. Ba đứa. Sinh gái với lại nhà chỗ nào? Nhà đâu? Nhà ở đâu? Nhà ba đứa con à? Ba đứa con đẻ được không? Chồng cho thì đẻ. Chồng có ngủ với nhau không? Thế khác ngủ với người ngủ à? Thế con lấy đâu về? Nói chuyện tí. Lần sau em lên, anh lên, anh lại mang quần áo lên cho. Thế chồng ngủ đâu? Tối tối bắt đầu con ngủ xong bò sang à? Này chá lấy nó cái này. Chá là ba con này, chồng hôm nay đi đâu? Chồng hôm nay đi đâu? Chồng hôm nay đi đâu? Bà con rất là vui vì là những bộ quần áo này vẫn rất là mới, có những bộ quần áo mới tinh luôn mà các cô đã gửi đến thì ai nghe xong cũng phát cho các bác rồi. Thực sự là các bác rất là vui, một lần nữa cảm ơn các cô các bác, những nhà hảo tâm đã gửi quà đến để cho bà con vùng cao như thế này. Khâm cũng xin khép lại cái video phát quần áo ngày hôm nay ở đây thôi. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.